cận cảnh tiêu hủy 1,6 tấn ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 28 tháng 9, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiêu hủy hơn 1,6 tấn ma túy. Số lượng ma túy này là tang vật trong 147 vụ án hình sự mà tòa án các cấp đã đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực thi hành. Đây là một trong những đợt tiêu hủy vật chứng ma túy lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây. Do số lượng ma túy lớn nên quá trình kiểm tra kéo dài. Đến trưa cùng ngày, số tang vật trên mới được vận chuyển đến lò đốt. Theo ghi nhận, công tác bảo vệ, vận chuyển vật chứng từ kho tới nơi tiêu hủy được siết chặt để đảm bảo an toàn. Sau khi đốt, hội đồng tiêu hủy sẽ kiểm tra lần cuối để đảm bảo số tang vật không còn giá trị sử dụng. Đại diện Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do số lượng ma túy lớn nên không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công như thông thường. Cơ quan này đã đề xuất phương pháp tiêu hủy bằng cách đốt. Cách này vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.